Tuyết Nhung tủi thân sau khi nhận được câu nói này, sau khi đi diễn về. Thiên Ngân cũng chia sẻ lý do không thể đến tham gia được buổi họp báo của Lý Hải, cũng như là gửi một lời chúc mừng rất là đặc biệt tới Lý Hải. Rất cảm thấy em đã trưởng thành rất nhiều rồi. Và chào quý khán thính giả, thì sau hôm qua khi mà Tuyết Nhung đi dự sự kiện về, thì Tuyết Nhung có nhận được rất nhiều lời góp ý. Và một trong số đó đã khiến em cảm thấy rất là đau lòng và dường như là bật khóc, tủi thân. Thì Tuyết Nhung có chia sẻ rằng, mọi người ơi, em biết rằng giọng hát của em thì còn nhiều khuyết điểm lắm và em thì đang cố gắng trau dồi thêm. Cả nhà góp ý cho em trẻ nhẹ nhàng để em làm nghệ thuật một cách cũng nhẹ nhàng với ạ. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và bên cạnh đó thì Tuyết Nhung cũng có chia sẻ tâm sự rằng khi ta trưởng thành rồi, người ta mới hiểu có những thứ chỉ nên giữ trong lòng. Còn người ta sợ nhất điều gì bạn biết không? Người ta sợ điều trong lòng nói ra rồi, một là sẽ ảnh hưởng đến người khác, hai là chẳng ai bận tâm cả. Đây là điều mà chắc chắn rằng Tuyết Nhung đã nhận được rất nhiều lời mà em cảm thấy là đau lòng khi mà có những người nói với em rằng là giọng hát của em thì gặp rất nhiều vấn đề về lỗi kỹ thuật cũng như là giọng yếu, giọng bé, không thể nào lên cao được và có rất nhiều sự so sánh giọng hát của em. Và đây là một điều mà Tuyết Nhung cảm thấy rất tổn thương. Và điều một cô gái trẻ, một cô ca sĩ trẻ như Tuyết Nhung mong muốn là nhận được rất nhiều lời góp ý rất thật tâm từ quý khán thính giả. Những lời góp ý nhẹ nhàng, tử tế và thẳng thắn thay vì là bị quát mắng hoặc là những lời lẽ không hay nói về giọng hát của mình. Bởi vì là ai cũng có những lúc sai lầm, ai cũng có thể phát triển từ việc đi lên. Và ta nhận thấy rằng là trong suốt quá trình mà làm nghệ thuật của Tuyết Nhung thì em luôn luôn cố gắng và phấn đấu từng ngày một để trau dồi kiến thức cũng như là giọng hát của mình được hay nhất. Và mọi người có thể thấy rằng là giọng hát của em đang thăng hạng dần dần từ ngày xưa, từ hồi còn rất bé, và đến bây giờ thì giọng hát đã khác rất nhiều. Các em luyện âm và luyến láy đã khác xưa rất nhiều hơn nữa. Điều này đã giúp cho giọng hát của em ngày càng mà phát triển hơn. Và chính vì thế thì mong rằng mọi người hãy có những góp ý chân thành và tích cực để em có thể có những đón nhận tích cực hơn nữa, để em có thể thoải mái làm nghệ thuật. Vẫn biết là mọi người có ý muốn là giúp em góp ý để em có thể cải thiện giọng hát nhiều hơn nữa, nhưng mà mọi người cũng hãy nhìn vào quá trình chứ đừng nhìn vào một cái kết quả nào đó. Bởi vì trong quá trình Tuyết Nhung cũng đang cố gắng rất nhiều cho việc luyện hát. Trước rất nhiều show diễn thì em cũng hát rất nhiều, cũng đi hát, cũng tập luyện, cũng đến phòng thu để thu. Mỗi lần mà ba Mạnh Quỳnh về thì em cũng đều nhân cái cơ hội đó được gần gũi ba để có thể để ba chỉ dạy cho việc hát như thế nào, rèn luyện ra sao. Đây là một điều mà mọi người cần nhìn vào cái sự nỗ lực của Tuyết Nhung để hiểu được là em đang cố gắng từng ngày. Và chính vì thế thì mong mọi người hãy có thể là nhẹ nhàng với em hơn nữa, yêu thương em và có thể giúp em, đưa cho em những cái lời góp ý tích cực. Và bên cạnh đó thì Tuyết Nhung cũng cảm thấy rằng là khi mà những lời mà mọi người nói ra như thế thì người đau lòng là chính là em, còn mọi người thì lại không nghĩ gì cả. Và em rất đau lòng và chính vì thế nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc hoạt động nghệ thuật của em. Và em hy vọng rằng mọi người sẽ luôn luôn nhẹ nhàng với em. Còn đối với Thiên Ngân thì mặc dù là em cũng đã có trong danh sách những nghệ sĩ đến tham gia thảm đỏ trong buổi họp báo của Lý Hải, tuy nhiên là vì em quá mệt cũng như là hôm qua em ốm, thế nên là Thiên Ngân không thể tham gia được. Đây là một điều rất buồn đối với Thiên Ngân, bởi vì là em là một nghệ sĩ trẻ, chính vì thế những cơ hội như vậy thì em cần phải nắm bắt để có thể trau dồi hơn nữa kinh nghiệm của mình cũng như là tạo dựng mối quan hệ. Trong ngoài ra thì đây là một dự án phim rất lớn, quy tụ rất nhiều dàn sao nổi tiếng, và đây cũng là cơ hội để em có thể phát triển được cái khả năng diễn xuất của mình hơn nữa. Và thật buồn khi mà Thiên Ngân không thể tham gia được. Và lý do là bởi vì Thiên Ngân bị ốm. Tuy nhiên là trong quá trình ở nhà thì em vẫn nói với mọi người rằng là mọi người ơi, mọi người có muốn em hát bài Chị Tôi không? Thì nếu có thì mọi người hãy comment cho em để sau này thì em có thể đi hát và hát cùng với mọi người nhé. Mặc dù là ốm bệnh nhưng mà Thiên Ngân vẫn cố gắng là đem đến những ca khúc khác cho khán thính giả, cũng như là đi đến phòng trà để tập luyện này, để trao dồi những ca khúc mới này và mang đến những cái câu hát, lời hát mới mẻ cho quý khán thính giả. Em vẫn ngày ngày hàng ngày tập luyện, mặc dù là có một giọng hát cao sẵn từ trước rồi, hay từ trước rồi, nhưng Tuyết Nhung thì vẫn lắng nghe, Thiên Ngân thì vẫn lắng nghe những lời góp ý của mọi người để có thể trao dồi cái giọng hát, để có thể mang nhiều màu sắc hơn nữa, để giúp quý khán thính giả có cảm thấy nhiều màu sắc hơn khi mà đến nghe em hát. Cũng giống như ngày xưa khi mà mọi người đến nghe mẹ Phi Nhung của em hát thì Phi Nhung có thể hát được rất nhiều dòng nhạc, và bản thân Thiên Ngân thấy rằng là mình cần phải học hỏi những cái tinh thần của mẹ, là tinh thần trau dồi cầu tiến hơn nữa để có thể đem đến cho khán thính giả nhiều ca khúc hay. Không biết là thời gian gần đây thì quý vị có xem được một cái bài MV mới của con ạ? Vậy thì quý vị có muốn con hát cho quý vị nghe không ạ? Dạ,
Tiếp theo đây là một sáng tác của cái nhạc sĩ Mạnh Quỳnh, ca khúc được mang tên Sao Anh Nỡ Đành. Còn gì